Xin chào bà con. Thuốc gốc đồng là loại thuốc mà bà con hay sử dụng. Vậy thì thuốc gốc đồng có pha chung được với các loại thuốc hóa học khác hay không? Và khi sử dụng bà con cần lưu ý những gì? Video ngày hôm nay sẽ giải đáp cho bà con những thắc mắc đó. Như chúng ta đã biết, thuốc gốc đồng là loại thuốc mà bà con hay sử dụng phổ biến nhất là trong mùa mưa. Bà con hay dùng để phun trực tiếp lên cây hoặc pha với nước và quét lên gốc nhằm để phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là những bệnh ví dụ như đốm rồng, bệnh ghẻ do vi khuẩn, bệnh nứt thân, xì mủ, nấm hồng, vân vân. Nói chung đây là loại thuốc phổ rộng bà con có thể sử dụng để phòng ngừa rất nhiều loại bệnh khác nhau. Chúng ta sẽ nói qua về cái lịch sử ra đời của loại thuốc này. Thuốc này bà con biết là nó ra đời gần 200 năm lận. Ra đời đầu tiên ở Pháp là do người dân người ta trộn cái vôi bột với cái đồng xuất phát để tạo ra cái dung dịch người ta gọi là Bordeaux. Thì người ta thấy là dung dịch Bordeaux này có thể phòng trừ hiệu quả các loại bệnh, đặc biệt là các loại nấm bệnh trên cây. Cho nên là người ta lấy cái dung dịch Bordeaux này người ta sử dụng. Và cái dung dịch Bordeaux này vẫn được sử dụng cho đến tận ngày nay. Cho nên chúng ta thấy là thuốc gốc đồng qua gần 200 năm vẫn không bị kháng thuốc. Tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng thuốc gốc đồng không đúng kỹ thuật thì có thể vừa phòng trị bệnh không hiệu quả mà lại còn gây ngộ độc đồng cho cây nữa. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại thuốc gốc đồng khác nhau và mỗi loại thuốc lại có cách sử dụng khác nhau. Có loại thuốc đồng oxit chloric, ví dụ như cốc 85 isacop. Có loại thuốc đồng hydroxit, ví dụ như dubon hoặc champon. Có loại thuốc là đồng đỏ, ví dụ như nọt siêu, hoặc là loại thuốc Bordeaux chính là đồng xuân phát. Tùy loại đồng mà cách sử dụng khác nhau và phòng trị nấm bệnh khác nhau, bà con có thể đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì. Chúng ta sẽ nói về đặc điểm của các loại thuốc gốc đồng này. Thuốc gốc đồng là loại thuốc mà nó dễ bị rửa trôi nhất vô mưa do cái độ bám dính của nó kém. Đặc điểm của cái loại này là nó sẽ tiếp xúc và không loang chảy trên bề mặt lá, cho nên khi mưa hoặc gió thì nó sẽ bị rửa trôi. Đặc biệt loại thuốc này không thể lưu dẫn, nó chỉ tiếp xúc trên bề mặt lá, bề mặt thân, không lưu dẫn trên cây. Và đặc biệt là cái loại thuốc này nó tan trong dung dịch nước có độ pH lớn hơn 6. Cho nên những cái vùng đất mà đặc biệt lưu ý là những vùng đất phèn thì bà con cần phải đo độ pH trước khi bà con pha với thuốc gốc đồng. Đảm bảo độ pH phải lớn hơn 6 thì khi pha thuốc gốc đồng nó mới tan và cái độ hiệu quả của thuốc nó mới cao được. Và sau đây là những lưu ý khi bà con sử dụng thuốc gốc đồng. Điều đầu tiên là bà con không được tăng liều thuốc gốc đồng, tại vì nếu bà con tăng liều thì có thể gây ngộ độc cho cây. Khi phun thuốc gốc đồng thì thay vì bà con phun một lần, hai lần với liều lượng cao thì có thể gây ngộ độc đồng cho cây. Bà con hãy phun nhiều lần, từ 7 tới 10 ngày bà con phun một lần, nhưng với liều lượng thấp thì nó sẽ hiệu quả hơn là bà con phun liều cao mà phun ít lần. Và tuyệt đối không được pha thuốc gốc đồng với các loại thuốc khác. Mặc dù trên bao bì có khuyến cáo bà con pha, nhưng theo sử dụng thực tế thì bà con không nên pha thuốc gốc đồng với bất kỳ loại thuốc nào, thậm chí với phân bón lá. Bà con chỉ nên sử dụng thuốc gốc đồng một mình đó thôi, để tránh trường hợp các phản ứng hóa học có thể phát sinh trong quá trình pha thuốc và tạo nên những cái hợp chất có hại cho cây, gây ngộ độc cho cây. Nói tóm lại, thuốc gốc đồng là loại thuốc phổ biến và phổ rộng nên bà con có thể sử dụng để phòng trị rất nhiều loại bệnh khác nhau. Tuy nhiên, thuốc gốc đồng chỉ dừng lại ở mức phòng trị mà thôi. Bà con sử dụng để trị bệnh thì nó sẽ không hiệu quả bằng các loại thuốc kháng khuẩn hoặc là các loại thuốc kháng sinh khác. Và khi sử dụng, bà con cần phải lưu ý là không được pha thêm các loại thuốc hoặc phân bón lá khác chung với thuốc gốc đồng. Như vậy là qua video ngày hôm nay bà con đã biết được là thuốc gốc đồng là như thế nào, lịch sử của thuốc gốc đồng, thuốc gốc đồng có thể pha được với các loại thuốc bảo vệ thực vật khác hay không và một số lưu ý khi sử dụng thuốc gốc đồng. Cảm ơn bà con đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.